Kính chào quý vị đến với chương trình Địa ốc với công ty First Texas Realty với chị Tammy Thủy Huỳnh là broker. Hôm nay trở lại làn sóng, chào chị. Thanh chào Quốc Bình và Tammy Thủy Huỳnh thuộc công ty First Texas Realty xin kính trọng chào đến quý khán giả của đài BYN. Mấy tuần rồi không lên, bây giờ lên hơi bị khớp chút xíu. Nhưng mà chắc là cũng vì quá bận rộn chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ đi học lại đúng không? Có nghĩa là mùa này là mùa thật sự cả tháng 8 thấy có vẻ như là yên ắng, bởi vì mọi người đang chuẩn bị, nếu mà không cho con em mình đi học thì là nhiều khi chính mình đang chuẩn bị đi học lại đó. Dạ đúng. Cũng khá bận rộn đối với chị ha. Dạ đúng, nhưng mà chỉ có trừ một chỗ mà bận rộn nhất đó, mình ở đâu? Ở trong mall. Kỳ bữa mình chạy vô mall để mua một số đồ cho bé đó, thì trời ơi sao mà rần rần ở trong đó, giống như người thì đi mua đôi giày thêm, người thì mua cặp cho con. Thấy không khí nó trở lại trường học cũng rất là nhộn nhịp. Mà mình nghĩ là tại sao trường học họ không có làm kiểu như là họ bắt học sinh bây giờ học đồng phục đó, thì quần tây áo trắng rồi trường bán luôn cho rồi, chứ mắc trong bắt mình phải đi mua ở trong shopping. Thường thường phải academy hả? Mấy cái chỗ đó thì nó có, mà mình tưởng đâu là giống như cái tuần trước đó nữa thì là có free tax đúng không? Mình tưởng đâu là lúc đó cũng đã đông lắm rồi, mình tưởng đâu là đa số phụ huynh cũng đã lo xong những vấn đề mà dụng cụ học cho con hay là này kia, nhưng mà cái tuần thứ sáu vừa rồi vẫn còn đông. Đúng rồi, mà không những là chỉ trong mall mà ngay cả Target, Walmart đó là mình thấy cũng gọi là đầy người luôn. Đi shopping là cái khu mà gọi là bình thường gọi là khu vật liệu học trò đó, là họ gọi là tấp nập mọi người ra, mà giờ khoảng chừng sau khi mùa đi học quý vị về lại coi khu đó nó tan tác. Xong rồi ngoài những cái tiệm bán đồ đã đông rồi, những cái văn phòng bác sĩ, nha sĩ hoặc là bác sĩ mắt cũng rất là đông, giống như bên đây mình cũng hơi chăm cẩn thận cho con cái, mà trường họ cũng suggest là giống như mình có con đang trong cái tuổi đi học, mình cũng phải cần đưa đứa bé đi khám mắt. Đo thị giác. Rồi thị lực rồi đo cho sức khỏe, everything ok hết rồi bắt đầu mới là chuẩn bị cho con vào học. Với một loạt những cái chức ngừa này đúng rồi đó. Đúng rồi, bởi vì cái mùa này rất là bận rộn cho những gia đình mà có con nhỏ. Như vậy thì nói đến thị trường địa ốc thì làm sao, nó có ảnh hưởng gì thị trường địa ốc không? Thật ra nếu mà mình nói về thị trường địa ốc đó, Quốc Bình, trong Texas của mình trong mùa hè nói chung á thì rất là bận rộn. So với những cái người mà chuyên gia họ suy đoán á, bận rộn hơn là họ nghĩ là sẽ bận rộn, giống như tưởng đâu là năm ngoái họ nghĩ là năm nay sẽ slow hơn, nhưng mà theo thống kê cái năm 2016 của mình mùa hè đó thì lại bận hơn hè năm 2015. Vâng, có thật thì mỗi một tháng thì những người địa ốc hoặc nhận được những cái bản tường trình đó, như quý vị nhìn thấy đây nè, cái này hơi bị sáng quá, nhưng mà quý vị thấy không, vẫn là một cái đường dốc đi lên, có nghĩa là nó rất là đều sự phát triển về thị trường địa ốc từ những năm 2011 đến bây giờ, có nghĩa là một cái sự phát triển nó trồi sụt lên chỗ sụt chỗ nọ lên xuống, nhưng mà nó vẫn trung bình ra đó, nó vẫn là một thị trường gọi là tiến triển khá đều đặn đối với thị trường của Houston mình. Đúng rồi, còn đi, theo mình coi đó thì cái giá trung bình đó, so với năm 2015 thì tăng khoảng 7% so với năm ngoái, thì giá trung bình bây giờ khoảng chừng 235.000 cho một cái nhà ở Houston. Nhưng mà những cái nhà mà dưới 200.000 đó, như Quốc Bình cũng thấy cái lượng người mua, tức là cái demand nó rất là mạnh cho những gia đình mà lần đầu tiên đi mua nhà. Tại vì ngay cái thời điểm này theo mình nghĩ vẫn còn rất là tốt để mình làm chủ một căn nhà. Vâng, quả thật thì nhìn chung thì quý vị thấy là kinh tế nó cũng có chậm chạp lại, rồi khó khăn cũng có một chút, nhưng mà cứ chậm chỗ này, nhanh chỗ kia, đổ đồng lại, mình vẫn là cái sự nhanh chứ không bị thấp hơn so với một số những con số. Như quý vị thấy, người ta từ đồng thời điểm này của năm ngoái, năm nay vẫn là những con số tăng. Dạ, tăng trên con số nhà bán ra, tăng trên con số cái giá trung bình đã bán ra, là giá nhà nó vẫn còn đang lên chứ nó không tụt xuống như là chúng ta nghĩ là nó tụt xuống đó. Dạ, nhưng mà thật sự nó không có, thì phải nói là thị trường của địa ốc Houston mình như vậy là một thị trường cũng đang khá tốt. Dạ đúng, với lại nhờ một cái điểm nữa là cái tiền lời của mình, cái phần lời mà mình vay tiền nhà băng ấy, Quốc Bình và thưa quý vị, là nó vẫn thấp. Không có lên như người ta dự đoán, tức là tiền lời mà cho quý vị mà cái tín dụng đang tốt cho 30 năm thì khoảng 3.7, và cho 15 năm khoảng chừng 3 chấm đến có khi 2.7 cũng khó. Đôi lúc dưới 3 chấm có. Đúng. Tùy cái điểm credit của quý vị, với lại tùy cái khả năng tài chính, quý vị down nhiều thì mình có được cái lợi ích hơn. Đúng. Người đi cho mượn tiền quý vị, người ta cũng nhìn vào điều đó. Nhưng mà phải nói là gần đây thì chúng tôi cũng có một vài kế hoạch mà cũng thích hợp cho một số quý vị. Thật sự là chúng tôi có hai loại khách ha. Một loại khách đó thì nhiều khi có sẵn tiền mặt thì cũng tạo là cái tư thế cho quý vị mua nhà dễ dàng hơn.
Một số quý vị thì thật sự đây cũng giống như bao nhiêu nhiều người chúng ta đây thì cũng làm ăn chật vật, để dành cũng ít, nhiều khi đao 20% xuống cũng là khó khăn. Cho nên chúng tôi có một số những cái chương trình làm việc với một số những người lender đó, người ta làm mortgage cho quý vị đao 55% cũng được. Mà bây giờ có một cái chương trình nữa đó là đao 1%. Ồ vậy đó. Cho nên nó dễ dàng cho quý vị, giống như 100.000 mà đao xuống còn 1.000 à. Thì thấy có vẻ như mình dễ dàng hơn không? Đúng. Nhưng mà nó có một chút đó là mình phải đòi hỏi là cái người đó cái điểm credit tín dụng của họ phải tốt, tức là trên 700. Thì mình nghĩ là nó cũng giải tỏa được một số những cái khó khăn cho khách của chúng ta. Theo Quốc Bình nhớ và mình cũng để ý đó, cái thời điểm năm nay giống như là cũng do chính phủ họ khuyến khích cái sự mua nhà, làm chủ nhà của người dân, bởi họ tạo thêm những cái chương trình giống như Quốc Bình vừa chia sẻ, tức là tạo thêm những cái chương trình cho nó dễ dàng hơn. Và theo mình biết mà mới đây nữa đó Quốc Bình, hồi xưa nếu mà mình phải làm ít nhất 2 năm khai thuế thì mình mới vay tiền cái dạng bình thường, cái tiền lời thấp được, phải không? Thì bây giờ nhà băng họ có thể chấp nhận mình với 1 năm khai thuế cũng được, giống như cho quý thân chủ, hay là khi mà mình mới Việt Nam qua đây định cư mới 2 năm hay là 1.5 năm mà mình đã khai thuế được 1 năm rồi đó, thì mình vẫn có thể đủ điều kiện để vay tiền mua nhà. Vâng, cho nên là cái điều kiện của thời điểm này đó vẫn là thời điểm mà chúng ta gọi là, nếu quý vị đang đi mua nhà thì đây là đang thời điểm tốt. Thứ nhất là mình vừa xong một mùa hè, thì mùa hè thì quý vị biết là nó cũng khá là giống như là đi shopping vậy đó. Nó đông đúc quá, nhiều khi mình chật vật hơn. Nhưng mà bây giờ thời điểm mà giống như ai mà đi chuẩn bị thay đổi địa chỉ, chuyển nhà, chuẩn bị chỗ học mới cho con đó, thì họ phải xong hết rồi. Bây giờ là lúc mà giống như chợ bắt đầu vắng lại chút đó, thì cái người mua sẽ thoải mái dễ dàng hơn. Đúng rồi, nên Quốc Bình nêu cái điểm ra rất là đúng. Giống như những cái nhà mà còn sót lại chưa có bán kịp trong mùa hè, thì cái thời điểm này mình mua thì rất là dễ được bớt giá từ người bán. Giống như mình có đại diện một thân chủ này bán nhà đó, lúc mà mình listen trong cái thời gian mùa hè rất là nhiều người đến coi, thì họ lại có cái quan niệm là ồ, nhà của tôi chắc là được giá. Có những cái offer đi vào hơi thấp hơn vài ngàn cái giá đăng thì họ lại không muốn bán. Họ nói thôi để từ từ đi, có người sẽ trả cao hơn, để trả cao hơn. Thì rốt cuộc xong có mùa hè thì bây giờ nhà nó vẫn còn nằm trên thị trường. Thì hôm nay mình mới nói chuyện với họ thì họ nói ồ, bây giờ tôi sẵn sàng tôi bớt. Đó là ngay cái thời điểm này, giống như Quốc Bình vừa nói, có thể mình có thể có nhiều chuyện để lo trong gia đình đó, nhưng mà vấn đề mà mua nhà nếu mà rất cần thiết cho gia đình trong cái thời điểm này thì nên mua vào tháng này hoặc tháng tới trước cuối năm này. Đúng để rồi. Mình được giảm thuế nữa. Cái thời điểm mà tháng 12 lại là cái tháng rất là căng và bận rộn, bởi vì là mọi người đều chạy đua để mà mình đóng sổ trước ngày 31 tháng 12. Cho nên là quý vị bây giờ là thời điểm rất là thích hợp để quý vị bắt đầu kiếm nhà và mua nhà. Mình có từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 nè. Thì vừa đủ thời gian để chúng ta vừa thoải mái. Thì nếu quý vị nào có những cái nhu cầu đó đó thì nhớ tham khảo đến chúng tôi. Thì hiện bây giờ thị trường nhà cũng đang rất là tốt, bởi vì là cái người bán đó thì lúc nào cũng có cả. Tại vì người ta thấy cái nhà ra, đôi lúc chúng tôi có một vài người khách là bây giờ vừa mới sửa xong, gọi là người ta sửa sang lại nhà đó, thì bây giờ mới ready để cái nhà bỏ lên thị trường. Thì vừa hết mùa hè, nhưng mà thật sự đó là người đi mua thì lại đó thời điểm rất là thuận lợi. Dạ thưa đúng. Và chia sẻ thêm với quý vị một điểm nữa là anh em trong văn phòng chúng tôi làm việc khắp nơi, thành phố nào mà trong vòng lái xe trong vòng 1 tiếng chúng tôi cũng có thể đi tới hơn Quốc Bình. Giống như ở Pearland, Katy, Sugarland, hoặc là xa hơn là ở South East, cái vùng ở South East là khu Scarsdale, ở dưới Bell 8, Vương Quốc Lâm South. Chúng tôi cũng vừa mới đóng một vài cái hồ sơ ở khu 288 đó, là khu Pearland. Rồi ở khu KD, phải nói là cái góc mà Northwest, rồi Southwest, rồi qua Southeast đó, là mình chạy nhiều nhất là cái chữ L này, cứ chạy qua chạy lại vậy đó. Nhưng mà phải nói là thiệt tình đó là nhiều khi nhiều quý vị thì thương chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng rất cảm ơn. Nhưng mà nhiều khi đó, kể chuyện vui như thế, nhiều khi đôi lúc đó chị coi cái tiền toll road đó, mình chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui một tháng mấy trăm đô tiền toll road của mình không dám nhìn luôn, tại vì cứ họ rút thẳng tiền nhà băng của mình, phải không? Cứ 3-4 ngày thấy thục hết 40, 3-4 ngày đó, họ lấy 40 mà làm nhanh đó. Nhưng mà nói đến như vậy thì phải nói là một trong những lĩnh vực mà cũng là một cái thị trường tốt cho người Việt Nam mình mua để ở, mua đầu tư đó, thì chúng tôi thấy là ở vùng Northwest. Northwest thì nói đến những khu như là 249, 290 ra West một chút, là ở khu Highway 6, Baker Cypress. Khu dưới đó là khu mà rất là năng động.
Dạ. Chúng tôi mua mấy căn cho quý vị đồng hương chúng ta tại đây cũng có một số quý vị từ California mà mình mua cho họ cũng có. Khu Southwest của chúng ta là một thị trường rất là năng động, phải nói là gọi là căn nào mà bán á, cũng rất là nhanh, mà mua đó thì cũng phải rất là giỏi thì mới giành giật được đó. Dạ đúng. Nhưng mà giống như mình cũng đang gặp một chút khó là nhà ở vùng Southwest của mình đã hiếm. Nhà chợt lại hiếm hơn và người Việt của mình cũng hay chuộng nhà chợt, phải không Quốc Bình? Và mình có gia đình anh khách này đó thì rất là dễ thương, rất là dễ dễ tánh. Nhưng mà chỉ có một cái duy nhất yêu cầu là nhà phải hướng Tây. Giống như bữa mình đi coi cái nhà rất là đẹp, khu phố an toàn, đường đi làm cũng tiện, đi chợ, đi đâu cũng tiện hết. Ra coi hướng thì là chật hướng, trời điều tiết thì hụt. Trời ơi, bên mình thì lại có một người khách là phải kỵ hướng Tây. Cho nên là nhiều khi vừa gặp căn nhà đòi đủ hết tất cả mọi điều kiện rồi, giống như là muốn chệt có chệt, ba phòng ngủ, điều kiện nhà số tuổi sửa sang hết sạch sẽ rồi, không có như là điều kiện đạt hết tất cả rồi, giờ coi lại hướng úp cái nhà này nó hướng Tây. Đúng là hướng kỵ, cái nào đáng lắm mình đổi khách được rồi đó. Đúng rồi. Và điều chia sẻ với quý vị mà anh em chúng tôi cũng có sưu tầm vài hình ảnh, giống như quý vị mà đang làm chủ căn nhà mà giống như muốn update lên cho nhìn nó tươi mát chút xíu thì đây là những cái vài hình ảnh để quý vị có thể làm cho cái phòng, đặc biệt là cái phòng khách của mình là quan trọng nhất, là gia đình mình hang out. Với một cái xu hướng mới là cửa sổ lớn, có nhiều cái sunlight, ánh sáng tự nhiên á, thì nhìn vào cái nhà này là mình thấy nó hơi hiện đại hơn, đúng không? Dạ đúng, giống như trong trường hợp vừa rồi mình tuần qua mình có dẫn một gia đình đi coi nhà đó. Lý do họ không mua chỉ vì cái nhà nó hơi tối. Đúng rồi. Bởi vì cái ánh sáng bây giờ nó rất là quan trọng. Không, mà người Việt Nam mình thích là nhà sáng sủa. Đúng, đúng. Mỹ đó thật sự là nhiều khi có cửa sổ họ cũng che màn, cứ nhìn nó cứ âm u mà đèn còn không, màu mờ. Còn không, họ sơn cái màu đậm, nhớ không? Mà người Việt mình đó thì thích nó, mà thiệt, nếu mà sáng thì thấy cái người mình nó nhẹ nhàng hơn, nó vui hơn, nhất là sau một ngày làm việc, phải không Quốc Bình? Thì đây là những cái cách trang trí trình bày cho cái không gian của cái phòng khách của mình mà tương đối mà nhỏ đó, thì mình có thể trang trí theo những cái dạng này. Giống như mình có 4 vách tường đi, thì một cái vách tường mình có thể sơn một cái màu khác Quốc Bình, thì những cái phòng khách của mình nó cũng pop out, nó đỡ bị đô và bị chán, đúng không? Dạ đúng. Mà Quốc Bình biết không, cái mùa giống như tháng này, tháng vừa qua đó, có những gia đình cũng rất là bận rộn, tức là trang trí lại phòng ốc cho con, tại chuẩn bị mùa học mà phải có cái chỗ đúng cho rồi. Con nó học cho, thì đây là vừa chỗ ngủ vừa chỗ học được, tiện mà ha. Nhìn có vẻ chủ trương theo ai kia. Chắc vậy quá. Này shop em ai kia. Tại vì mình thấy cái mấy cái tủ này quen quen. Mà bây giờ mà có rất là nhiều kiểu. Nhiều kiểu dễ thương lắm mà thấy cũng rất là dễ làm. Thì đây là cái kiểu mà cũng rất là tiết kiệm được chỗ mà hiệu quả được cái không gian. Dạ đúng. Thì nói như vậy để cho quý vị biết là khi mà quý vị có nhu cầu cần bán cái nhà thì chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị biết là hiện giờ cái người khách đó họ thích cái gì, cái nhà của quý thích cái gì, những cái điểm nào trong cái căn nhà để mà chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị cái nhà của mình cho nó tương đối đúng là hoàn tất để mà thu hút cái người mua nhanh nhất, Phương Quốc Bình. Đúng vậy, cái sự chuẩn bị cho một căn nhà bán đó thì đôi lúc có nhiều quý vị cứ nói là thôi không muốn tiêu xài gì hết, thì đương nhiên cũng được, thì mình có thể mình bán cái giá nó bán có sao bán vậy, nhưng mà nếu mà quý vị chịu khó mà tu chỉnh căn nhà một xíu, đôi lúc quý vị tốn có thể là 5-10 ngàn để mà nhiều khi đôi lúc sơn chỗ này, điều chỉnh là chỗ kia cho nó gọn gàng, nó tạo một cái cảm giác thân thiện khi mà cái người coi nhà đã đến á, thì nó sẽ dễ bán căn nhà đó hơn. Dạ đúng. Thì sẵn đây Tammy và Quốc Bình cũng xin chia sẻ với quý vị và vài cái điểm mà mình đã trong thời gian mình làm việc qua mình thấy chủ nhà khi mà bán nhà đó đã gặp phải những cái lỗi sau đây. Nó cũng đơn giản nhưng mà nếu mà mình tránh được thì cái cơ hội mình bán nhà của mình nó sẽ nhanh hơn và được giá hơn. Chia sẻ với quý vị là cái điểm mà hay gặp phải nhất đó, là cái nhà mình nó nhiều đồ quá. Đúng phải không, Quốc Bình? Không thì thôi tiện có một cái tấm hình ở trên đây đó thì mình nói về cái chủ đề này đó thì phải nói là đây là một trong những cái lý do mà mình thấy là như chị nói là nhiều đồ rồi cái sự bất tiện cho cái sự mà coi nhà, nhiều khi nhà mình còn đang ở đó, nhiều khi cái sự khó khăn ở không 3 giờ thì mới bắt đầu coi được, sau 2 giờ, sau 5 giờ mới coi được, thì mình bị giới hạn cái người khách, vì rất là nhiều người khách đó là họ tiện thì họ ghé họ coi, mà nếu mà không họ đi qua khu khác, họ lại gặp căn nhà họ ưng cái là coi như mình mất cái người khách đó. Dạ đúng, và quan trọng nữa là
đưa giá ra cho nó đúng, tại vì nếu mà mình đưa giá quá cao thì mình cũng mất đi một cái lượng khách. Thì vì, bởi vì khi mà quý vị có quyết định muốn bán nhà để dời nhà đi ở một cái địa điểm khác, thì quý vị liên lạc với Quốc Bình hoặc là bản thân tôi là Tammy Thủy Huỳnh, thì trong vòng một thời gian rất là ngắn chúng tôi có thể định giá được cho quý vị biết cái căn nhà quý vị trị giá bao nhiêu, để mà mình đưa lên thị trường nó đúng giá, thì cái mình không có bị mất đi cái mình hợp lý đúng không? Yeah. Thì quý vị thấy cái phần trăm cao đó, 77% được là cái người bán nó không có hiểu hoặc là không có xác định được để mà mình hợp lý với cái người mua. Dạ. Giống như mình đòi quá cao á, gọi là giá trên trời đi ví dụ. Dạ. Như vậy thì cái người mua người ta cũng biết tính toán vậy. Dạ, thì mình không gặp họ. Nhưng mà một cái phần trăm nữa là chúng tôi nói là cái chỗ mà không có tạo điều kiện để cho người ta coi được nhà. Dạ. Thì nó 34%. Dạ, một cái phần trăm mà cũng khá lớn đó là quý vị thấy là có cái đồ đạc quá nhiều. Chị nói hôm nãy là đến vì người ta vô cái nhà đó mà chưa bị clear hết ra, người ta lại có cảm tình khác. Một vì mình không biết dọn dẹp á, 32% người ta từ chối căn nhà bởi vì người ta vô ta ngột. Ừ đúng rồi đó. À, với lại nếu mà mình gia đình mình mà có nuôi chó hay nuôi mèo á, thì trước khi mình bán nhà thì mình cũng phải làm sao mà chúng tôi sẽ giúp cho quý vị cái cách mà tẩy cái mùi của những thú vật đi, để tạo cho người vô coi nhà mình họ có cái cảm giác thoải mái hơn. Đây thì có 20% là quý vị không chịu làm sửa sang đó. Ờ cái này quan trọng lắm mình. Ở mình ở một thời gian rồi thì có thể là bị hư cái chỗ này, cái máy xay đồ ăn ở dưới cái sink bị hư chỗ kia, mà mặc dù thay có mất 100-200 thôi. Nhưng mà nhiều khi cứ không chịu làm thì người kia nói anh không làm thì tôi cũng ngại. Rồi lúc tôi không mua vì nhu đúc, vì tiếc, vì là những cái yếu tố quá nhỏ đó vậy đúng không? Thì 21% là vì cái hai bên quá cứng nhắc. Đúng. Giống như là mình cứ đưa ra giá đó rồi không ai nhường ai. Không ai nhường ai. Nhưng mà mình buôn bán thì mình phải nghĩ đến cái vấn đề là phải có cái khoảng cái mình gọi là negotiate, là đúng cái rồi. Chỗ mà gọi là thương lượng. Đúng. Thì mình phải có cái gọi là thiện chí đó thì đúng, mình sẽ dễ dàng hơn. Đúng. À, về vấn đề mà sửa chữa nhà đó Quốc Bình, cái đó cũng rất là quan trọng, mà có thể mình làm được một cái việc này mà tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Tức là trước khi mà quý vị quyết định bán cái nhà đó thì quý vị liên lạc với anh em chúng tôi, thì chúng tôi có thể giới thiệu cho quý vị một hay là nhiều công ty ra inspect cái nhà trước. Vâng. Tại vì đôi khi mình ở cái nhà 10 năm, 15 năm mình thấy ô cái gì cũng work hết trơn, everything ok, không có hư gì hết. Nhưng mà quan trọng là mình mướn cái người tới inspect cái nhà của mình, họ sẽ liệt kê cho mình biết 10 món đúng cần rồi. Sửa. Thì nếu mà mình sửa xong 10 món đó, mình đưa cái nhà lên thị trường á, thì cái người mua họ vô, họ có inspect đi nữa rồi. thì thấy là ô mọi việc đã sửa xong hết rồi, thì cơ hội mà họ trả giá cao rất là nhanh. Đúng vậy. Phải nói một yếu tố nữa đó thì nhà mà nhất là có thảm đó. Dạ. Thì tốn có 100 đồng, chúng ta đang có một công ty đang quảng cáo mà giặt thảm đó thì họ giặt rất là hay và sạch nữa, mà không có xà bông đó, mà chúng tôi cũng dùng một số lần đó thì rất là hài lòng á. Thì phải nói là mình chỉ tốn có 100 đồng 3 phòng ngủ đó, mình giặt xong là coi như là cái cảm giác mình vô căn nhà, ví dụ mình ở đó 5-7 năm rồi. Yeah. Một cái thảm vậy mà bây giờ mình giặt xong nó giống như là nó sạch sẽ, nó fresh cái căn nhà. Yeah. Đó nó khác hẳn cái cảm nhận liền. Đúng rồi, cái đó là có thể make a difference. Đúng giống rồi. Như thay vì mình đang list 150 ngàn mà khách họ vô họ thấy thoải mái, họ có thể trả nguyên giá 150 ngàn, còn không rồi mình không chịu tốn 100 đồng đó. Đúng rồi. Vô cái là họ tìm điểm, là họ chê cái này chê chỗ kia để bớt tiền của mình. Thì quả thật vậy, chúng tôi cũng nói đây, cái sự cộng tác của cái người mà bán đó cũng rất là quan trọng. Khi mà giống như cái nỗ lực của chúng tôi không phải là chúng tôi phù phép, nhưng mà mình làm hết khả năng của mình, nhưng phải cần sự cộng tác. Như hồi nãy chúng tôi nói là cái sự mà nếu quý vị còn ở ông đó phải sắp xếp giờ cho nó thuận tiện, để cho người ta gần như là chúng ta người ta đến lúc nào mình cũng phải có thể cho người ta coi. Yeah. Được đó. Yeah. Để mình tranh thủ cái người mua. Cái thứ hai nữa đó là mình có cái thiện chí mình thương lượng với họ. Phải nói là có nhiều cái điều kiện mà thật sự ra thì kinh nghiệm chúng tôi thì có nhiều khi đôi lúc gặp những người khó tính đó chị. Yeah. Nhiều khi đôi lúc đó là cứ mình hẹn giờ xong rồi xong rồi cái đến lại thấy người ở trong đó, thành thử là yeah, bị mất bao nhiêu khách. Cái này cũng lưu ý chút xíu, nếu mà quý vị đang có cái nhà trên thị trường mà bán hoài chưa được mà cái lý do mà đôi khi nó đối với mình là nó bình thường, nhưng mà đối với người mua là một điều tối kỵ. Tức là khi mà mình cho người ta tới coi nhà mà mình cứ lẩn quẩn lòng vòng trong nhà, mình với cái thiện ý tốt mình đúng nói là thôi tôi ở đây, lỡ người ta có câu hỏi gì người ta hỏi tôi trả lời, nhưng mà đối với người mua họ không có thoải mái. Đúng rồi. Mà nhất là cái người bản xứ hay người không phải là người Việt mình, họ lại cũng rất là không có thoải mái như vậy. Có một điều tối kỵ nữa mà người Việt Nam mình kêu không sao đâu, như là có rất là nhiều sao chị. Mới người ta mình đã dặn là ví dụ như là mình sẽ có khách đến coi lúc 10 giờ, thì mình thường. Dạ. Cũng không ai book mà 8-9 giờ quá sớm, 10 giờ trở ra thì mình nói vậy thì tránh đi để cho người ta coi
tự nhiên. Thì khi mà khách tới đó chị, thì cái người chủ nhà lại quên còn ngủ trong giường. Đến khi ta mở cửa vô là người ta sợ quá, ta chạy một mạch ra luôn cửa luôn. Như cái đó cũng là một cái kinh nghiệm đau khổ. Vâng, thì đó là cái sự cộc đáp nó rất là quan trọng cho đó đó. Dạ, nói về vấn đề bán nhà hay mua nhà cũng có nhiều rất là chi tiết. Anh em chúng tôi hay chia sẻ vui với quý vị là tại chúng tôi đã thấy rồi. Dạ. Và cũng rất mong mỏi đồng hương của mình là nếu mà né tránh được cái việc nào thì mình nên tránh, tại vì giúp cho mình bán nhà nhanh hơn, giá cao hơn. Và nếu mà quý vị có muốn dự định bán cái nhà của mình và cần biết giá thị trường hiện giờ ra như bao nhiêu thì cứ gọi cho em Quốc Bình với cái số điện thoại ở trên màn ảnh, và hoặc là gọi cho Thêm đây với vâng. cái số điện thoại trên màn ảnh luôn. Vâng, thì đối với một số quý vị mà đang kiếm nhà đó thì chúng tôi cũng đang có một cái căn nhà mà giá rất tốt ở khu 99 với lại South Mason, khu Fieldstone đó. Thì khu này thì một trong những khu mà chúng tôi nghĩ là cũng đang rất là nhiều người đang tập trung về, vừa yên tĩnh mà vừa nhà trẻ. Thì nếu quý vị nào có nhu cầu về khu miền đó đó thì nhớ liên lạc chúng tôi. Thật sự là căn nhà này có một thời gian dài là tại vì người chủ nhà vẫn còn ở trong đó, cho nên nó cũng vì cái điều kiện khó khăn, nhưng mà họ vừa mới dời ra hết rồi, cho nên là căn nhà trống, cho nên là sẽ có điều kiện hơn. Mà bây giờ vừa xong mùa hè nữa thì sẽ là điều kiện cho quý vị nào đang mua nhà, thì đây căn nhà này là một trong những ứng cử viên mà rất tốt giới thiệu cùng quý vị. Chị có căn nào chưa hay là bán hết rồi? Dạ thưa, bán đa số cũng gần hết, nhưng mà cũng còn sót lại một căn ở chỗ West New York với lại Bellway 8. Nhà cũng rất là dễ thương, nhà trệt, 3 phòng ngủ, ngay cái khu đề xác, bởi vì cái sân đằng sau rất là rộng. Thì giống như cũng trường hợp của Quốc Bình đó, thì chủ nhà cũng nửa ở nửa dọn ra, rồi bây giờ mới quyết định dọn ra, thì cái nhà nó cũng rất là tươm tất, sạch sẽ, và chủ nhà cũng sẵn sàng bớt giá. Khu đó là khu mà hấp dẫn đó, tại vì cũng rất là tiện lợi, kính thưa quý vị. Thì đó là một vài những chia sẻ của chúng tôi với quý vị ngày hôm nay. Cũng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Có lẽ mời chị có lời chào của quý vị khán giả. Dạ thưa, cảm ơn Quốc Bình đã điều hợp chương trình nói chuyện hôm nay. Thì trước khi rời màn hình, Thêm Thủy Huỳnh và Quốc Bình cũng xin kính chúc quý vị một ngày thật là an vui, và những bé đi học được một năm học gặt nhiều thành công. Và nếu quý vị nào mà người lớn nhưng mà cũng có thể trở lại mùa học thì rồi mùa học cũng có thể là thành công, và cũng như là công ăn việc làm của quý vị gặp nhiều thuận lợi. Và hy vọng những nhu cầu về địa ốc mà quý vị có trong hiện tại và tương lai, quý vị nhớ tìm đến công ty First Texas Realty với chúng tôi để tham khảo cũng như là dùng dịch vụ của chúng tôi. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.